Ngạo Thế Đan Thần Tập 5 Hai cái lò luyện đan cùng lúc được mở ra Lò luyện đan của Dược Thiên Hoa là 5 viên đan dược màu xanh Mà lò luyện đan của Thầm Tương thì là 3 viên đan dược màu đen Dược Thiên Hoa luyện chế ra 5 viên linh nguyên đan Thầm Tương luyện chính là là 3 viên tẩy tủy đan Một tên trưởng lão của Thầm Gia nói Trong giọng nói mang theo vỏ vẻ vô cùng kích động Thẩm gia xuất hiện một tên thiên tài luyện đan chỉ cần là người của thẩm gia thì đều sẽ vô cùng kích động giống như hắn dược thiên hoa và trưởng lão của dược gia nhìn lấy ba viên đan dược đen thui người người mùi thơm của đan dược kia đó đúng là tẩy tùy đan mà các chủ linh đan các cũng cầm lấy một viên đến kiểm tra tỉ mỉ đây đúng là tẩy tùy đan hơn nữa phẩm chất rất tốt Việc này thật khó làm cho người ta có thể tiếp nhận à. Một tên tiểu oa nhi như vậy mà có thể luyện ra được loại đan dược này. Các chủ linh đan các liên tục sợ hãi thán phục, khắp khuôn mặt đều là thần tình phức tạp. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình sống tới bảy tám chục năm qua đều như sống tiền thân chó. Trong quảng trường rộng rãi, thốt lên một tràng dài, sau khi đạt được xác nhận, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ thế nhưng là chính mắt thấy được quá trình luyện đan, thẩm tương xác thực không có giờ trò gì, đúng là luyện ra tẩy tùy đan, dược phàm cấp trung phẩm. Chuyện thẩm tương không có linh mạch sớm đã bị người quên mất, hắn lục ở bên trong lòng của mọi người, chính là một tên luyện đan sư có tiềm lực to lớn. Khuôn mặt của dược thiên hoa xám như cho tàn, trên mặt tuấn tú kia tràn ngập sự tức giận ghen ghét âm tàn nếu như có thể mà nói hắn hận không thể giết chết đi thẩm tường bởi vì hắn cảm thấy thua thẩm tường là một sỉ nhục có trời có chịu lấy đồ vật của ngươi ra đi trên mặt thẩm tường nở ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng ở trong mắt dược tiên hoa thì lại là nụ cười khinh thường nụ cười chế giễu để cho lòng dược thiên hoa tức giận không thôi toàn thân trưởng lão dược gia kia phát run lên là bị tức chỉ là bởi vì thua mà tức giận dược gia bọn họ chẳng những thua mất đồ vật còn thua luôn cả thanh danh thiên tài dược gia của bọn họ còn không bằng một người không có linh mạch của thẩm gia trưởng lão dược gia rất không tình nguyện giao tiền đặt cược cho thẩm tường thú đàn ngàn năm to như quả ốc chó, nhìn giống như một viên lục bảo tạch, bên trong lưu động đều là tinh nguyên của dã thú ngàn năm. Thiền văn quả kia thì to như quả táo, cầm lên rất nặng, nắm ở trong tay có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa ở bên trong. Đạt được hai loại tài liệu luyện đan chân quý này, trong lòng thầm tường mừng thầm một trận, nếu như luyện thành đan dược, thực lực của hắn có thể tăng lên rất nhanh. Thẩm tường Ta muốn luận võ với ngươi Dược thiên hoa rút bảo kiếm trên hông ra Đăng đăng sát khí nói Thẩm tường thế nhưng là Ngay cả người có phàm võ cảnh tầng 7 Cũng đánh bại Dược thiên hoa tự nhiên không cần phải nói Cho nên người của thẩm gia cũng cực kỳ yên tâm Thẩm thiên hồ khẽ thở dài Người trẻ tuổi Tuyệt đối đừng tự đại Nếu không sẽ thua thiệt Lúc này tâm tình của thẩm thiên hồ hết sức kích động Còn của mình chẳng những có thể luyện ra được tẩy tùy đan Còn kiếm được hai phần tài liệu luyện đan chân quý Tỉ thí thì tỉ thí Nếu như tổn thương đứt gân xương cũng đừng trách ta Dù sao quyền cước là không có mắt Thẩm tương chậm rãi nói Trưởng lão thẩm gia và thẩm thiên hồ đã lui sang một bên mà trưởng lão dược ra kia thì có chút lo lắng, Hắn nhưng là sống hơn mấy chục năm rồi, nhìn ra được chỗ bất phàm của thẩm tường, tuyệt đối không phải là một tên phế vật, không có linh mạch như lời đồn na. Thiên Hoa, người có nắm chắc thắng hắn hay không? Trưởng lão dược ra âm trầm nhỏ giọng nói. Tự tin một trăm phần trăm, ta thế nhưng là phàm võ cảnh tầng năm, hơn nữa võ công tu luyện đều là tuyệt hảo dực tiên hoa đang cố nén lửa giận nhìn thấy thẩm tường hận không thể giết chết thẩm tường ngay lập tức được Chỉ là luận bàn đơn giản người đừng có lấy tính mạng của hắn dù sao chúng ta đều ở trong thẩm gia trưởng lão dược gia nói sung thì cũng rời khỏi đài cao thẩm tường cảm thấy có chút buồn cười trước đó người khác cảm thấy hắn không tài luyện chế ra được tẩy tùy đan bây giờ dược thiên hoa thế mà còn tưởng rằng thực lực của hắn rất yếu nếu đã thì thí vậy thì không bằng thêm chút tiền đặt cược thì như thế nào thẩm tương cười mỉm nói chồng thấy được dược thiên hoa không nói gì thẩm tương biết được dược ra đã không đánh cược nổi thẩm tương cười nói nếu như người thắng thì thú đan ngàn năm và thiên văn quả ta sẽ trả lại cho các người nếu như thua vậy thì các chủ linh đan các phải gia nhập thẩm gia của chúng ta trở thành luyện đan sư của thẩm gia chúng ta hơn nữa ta còn muốn một lửa linh dược của linh đan các thế nào linh đan các đã trở thành sản nghiệp của dược gia đã nói lên rằng các chủ linh đan các đã bị dược gia lôi kéo mà các chủ linh đan các ở trên phương diện luyện đan cũng có trình độ nhất định chỉ nên thẩm thường muốn lôi kéo nhân tài này tới thẩm gia. Không thành vấn đề, nhưng linh đàn các vẫn là của dược gia chúng ta. Trường lão dược gia đáp ứng rất sảng khoái. Hắn thấy chỉ là một tên luyện đan sư và một số linh dược mà thôi. Dược gia của bọn họ không thiếu những thứ này, uống chỉ dược thiên hoa có tự tin 100% sẽ chiến thắng. Các chỗ linh đàn các chỉ than nhẹ một tiếng, bị người coi như tiền đặt cược rất khó chịu. Bất quá hắn cảm thấy gia nhập thẩm gia cũng không sao cả. Nói không chừng hắn còn có cơ hội trao đổi đến một chút địa ngục linh chi với thẩm tường. Người lấy binh khí ra đi. Dược thiên hoa đùng đưa thanh bảo kiếm lập tức sắc lóe sáng sắc bén trong tay lạnh lùng nói. Thẩm tường lắc đầu nói ra ta không dùng binh khí Vậy cũng đừng trách ta không khách khí Dược thiên hoa vùng kiếm lên Bộ pháp vững vàng Đạp trên đài cao phải run rẩy Vừa nhìn đã biết công kích của hắn Chắc chắn là tràn ngập lực lượng cuồng bạo Lúc này đã là đêm khuya Nhưng mọi người không cảm thấy buồn ngủ chút nào Ngược lại rất tỉnh táo Bởi vì hai tên thiên tài luyện đan sư trẻ tuổi Sắp bắt đầu luận võ Luyện đan sư cho người cảm giác không phải là rất mạnh Nhưng đây rất là rất sai lầm. Nếu như muốn trở thành một luyện đan sư đúng cách, thì đầu tiên phải đối với việc khống chế chân khí một cách thành thạo tự nhiên, thân thức cũng phải đủ cường đại. Lúc này mới có thể điều khiển hòa diễm theo đúng ý muốn của mình, đồng thời cũng có thể ứng đối chuyện trong lúc luyện đan đột nhiên xảy ra nguy hiểm. Có đôi khi luyện đan sư còn cần phải tự mình hái thuốc đó cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm chứ đừng nói luyện đan sư vốn có rất nhiều đan dược để ăn cho nên thực lực của luyện đan sư tuyệt sẽ không yếu chỉ là luyện đan sư có người bảo vệ cho nên luyện đan sư thông thường đều cần phải xuất thủ nhìn thấy trường kiếm sắc bén kia đâm tới thảm tường đột nhiên đạp mạnh về phía trước hướng quyền dạ mà ra chỉ thấy chân khí màu xanh lập tức bao trùm lấy cánh tay của hắn trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái đầu hồ thiên hổ bạo sắt quyền đứa nhỏ này vậy mà đã bước vào phàm võ cảnh tầng 6 thẩm thiên hổ kinh hô thẩm thiên hổ bạo sắt quyền là hắn tự mình sáng tạo ra võ công thượng thừa linh cấp nhưng như mãnh hổ bay nhào đồng thời chân khí còn sẽ sinh ra uy lực nổ tung chỉ cần mắt không mù thì người nào cũng có thể nhìn ra được thẩm tường đã tiến vào thần thức cảnh bởi vì hắn có thể sử dụng thần thức khống chế chân khí tràn ra ngưng tụ thành hình thái ngưng tụ thành một cái đầu hổ chỉ có thần thức cảnh trở lên mới có thể làm được 16 tuổi chẳng lẽ những có thể luyện chế ra tẩy tùy đan còn có thực lực phàm võ cảnh tầng 6 thiên phủ bậc này thế nhưng là ngàn năm khó gặp một lần cũng chỉ có tiết tiên tiên của tiết gia kia mới có thể so sánh. Bởi vì những lời đồn thì tiết tiên tiên đã từng đánh với trường lão của tiết gia tới bất phân cao thấp. Mặc dù chỉ là nghe đồn, nhưng rất nhiều người đều thà tin rằng có còn hơn không. Phải biết những trưởng lão kia đều là có thực lực trên phàm võ cảnh tầng 6. Hơn nữa bản thân đã trải qua hơn trăm trận chiến Tiết Tiên Tiên, một thiếu nữ mới chỉ có 14 tuổi 15 tuổi đã có thể sánh vai cùng thiên phú bậc này chỉ sợ có thẩm tường mới có thể so sánh nổi. Nằm đấm của thẩm tường như là một con mãnh hổ nổi giận, chân khí cuồng bạo phá vỡ không khí, tuôn ra từng tiếng nổ vang rèn, đó là kiếm mang phun ra nuốt vào của trường kiếm đâm tới. Quyền kiếm va chạm vào nhau, chân khí thế uy mãnh cuộn trào ra xung quanh, ánh sáng xanh bùng lên, trường kiếm của Dược Thiên Hoa bị chân khí hùng hậu kia của thẩm tương trực tiếp đánh vỡ, truyền đến tiếng kiếm gãy giòn tan. Thiên hồ bạo sát quyền của thẩm tương đi thế nhưng không thể đỡ, chân khí có uy thế bừng bừng kém kèm theo quyền cuồng bạo đánh mạnh đi qua, ép tới Dược Thiên Hoa không thở nổi toàn thân khó mà độc đậy dừng tay trưởng lão rực ra ở dưới đài chợt quát lớn một tiếng nhưng nắm đấm của thẩm tường lại vẫn ở thế đánh tới nhanh như chớp mà xung kích lên ở lúc mọi người đang trong trạng thái trợn mắt há hốc mồm thân thể dược thiên hoa đã nương theo cỗ cuồng phong mạnh mẽ mà bay ra khỏi đài cao miệng tuôn ra máu tươi mà ngất đi trưởng lão rực ra và mấy tên hộ vệ rực ra vội vàng phi thân lên lướt hướng tới vị trí mà dược thiên hoa rơi xuống người, người đánh bại hắn thương nặng đến như vậy trường lão dược ra tức giận quát lên nhanh chóng thả một viên đan dược vào trong miệng của dược thiên hoa sau đó thì giao cho những hộ vệ kia chính mình nhảy lên đài cao thẩm tương chỉ dùng một quyền đã đánh nát kiếm của dược thiên hoa đồng thời còn đánh cho dược thiên hoa thành trọng thương thực lực thế này để cho người ta phải hổ thẹn. Lúc này tâm tình của con cháu của những gia tộc kia càng thêm kích động bởi vì bọn hắn biết thẩm gia này đã kết thù với dược gia. Hơn nữa trưởng lão dược gia kia dường như còn chuẩn bị ra tay với thẩm tường. Trưởng lão thẩm gia và thông lĩnh các chi nhánh đều ngo ngoe muốn động nhưng lại bị thẩm thiên hổ ngăn lại. Hắn thấp giọng nói ra. Các vị trước tiên đừng đi lên, ta ở phía dưới xem kịch vui là được rồi. Vẻ mặt của thẩm nhất hàn có chút mất tự nhiên nói ra. Tiểu tử này ở lúc thực lực còn là phàm võ cảnh tầng 5 đã có thể đánh bại ta. Bây giờ hắn đã có thực lực phàm võ cảnh tầng 6, trường lão rực ra kia tuyệt đối không chiếm được nửa điểm tiện nghi nào của hắn. Thực lực của trưởng lão dược ra cũng chính là phàm võ cảnh tầng 7, thẩm tường trên người mang thần công âm dương thần mạch muốn đánh bại hắn cũng không khó một cái tiềm lực to lớn có nghĩa là lấy triển vọng của một cái gia tộc thẩm gia tuy rằng cường đại nhưng thế lực âm thầm đối địch cũng không ít bây giờ rất nhiều con em của các gia tộc khác đều có thể tận mắt nhìn thấy thực lực của thẩm tường có thể để cho những gia tộc có âm tâm tư muốn làm loạn đối với thẩm gia phải thu liễm lại một chút đồng thời có thể kết giao với một vài gia tộc, từ đó thành lập tới được quan hệ lợi ích. Làm sao? Tiểu nhân đánh không lại, đại nhân tự thân xuất mã sao? Thẩm Tương cười lạnh nói, một đôi mắt nắm đấm thỉnh thoảng bắn ra từng đạo lôi điện màu xanh, đây cũng đây cũng nơi để cho rất nhiều người cũng phải khiếp sợ, Thẩm Tương không phải tu luyện hòa diễm sao? bây giờ mà có thể sử dụng được chân khí lôi điện cuồng bạo trưởng lão dược gia không ngốc hắn nhìn ra được thực lực của thẩm tường chắc chắn không chỉ có đơn giản như mặt bề ngoài để hắn ngoài ý muốn chính là cao thủ của thẩm gia vậy mà đều không xuất thủ điều này làm cho trưởng lão dược gia cảm thấy một loại sỉ nhục không hiểu cao thủ thẩm gia vậy mà cho rằng thẩm tường có thể đối phó hắn cho nên không thèm động thủ với hắn Thẩm tương nhìn thẳng vào trưởng lão dược ra, nhìn lấy cái mặt mo đang tức giận kia nói. Trưởng lão dược ra, người đi lên đây như vậy đến cùng là muốn làm như thế nào? Muốn luận bàn với ta sao? Luận bàn Một lão bối sống hơn mấy chục năm, muốn luận bàn cùng với một tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch. Mới có mười mấy tuổi, đây quả thực là trò hề của thiên hạ. Vô luận thắng hay thua, trường lão của dược gia cũng đã mất hết thể diện. Người, người đã thương thiên hoa. trưởng lão dược gia thật đúng là không có lời nào để nói, bởi vì vừa rồi đang trong lúc nổi nóng cho nên mới nhảy lên. Thẩm tương chậm rãi nói ra, vậy thì như thế nào? Không phải ta đã thương hắn thì chính là kiếm của hắn đâm vào cổ họng của ta. Ta không có làm thì hắn đã coi như là nhân từ rồi. Ai nấy đều thấy được một kiếm vừa rồi của Dược Thiên Hoa rất tàn nhẫn, cho nên thẩm thường hành động như vậy cũng là chuyện đương nhiên. huống chi bọn họ vốn chính là đang tỉ thí, bị thương là không thể tránh được. Trường lão Dược ra kia lúc này chỉ thấy vô cùng uất ức. Hắn đường đường là người của một thế gia đan dược, giao thiệp rất rộng gia tộc cường đại kết minh với dược gia cũng không ít dược gia bọn họ hôm nay chẳng những thua linh dược chân quý còn thua cả thể diện để thiên tài mà dược gia luôn lấy làm kiêu ngạo cũng bị đả tương mà tất cả những thứ này đều là do thẩm tường tạo thành ha ha <laughs> trưởng lão dược gia đột nhiên ngửa đầu lên trời cười ha hả chỉ là một cái thẩm gia nho nhỏ Thật sự là không biết tự lượng sức mình Vậy mà đối đầu với dược gia Hôm nay ta sẽ giao huấn người Một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này Một bài học Dược lão dược gia đã bất cần Hắn thấy thẩm gia chỉ là một cái tiểu gia tộc Cho dù hắn giao huấn thẩm tường một trận Thẩm gia cũng không dám nói cái gì Nếu như hai gia tộc khai chiến Dược gia cũng sẽ không thua Lóc già không biết xấu hổ dược gia của các ngươi mới là không biết trời cao đất rộng Tài diện dược gia của các ngươi hôm nay đều đã bị các ngươi vứt sạch thẩm tương lớn tiếng nói giọng nói rất lớn truyền khắp bốn phương quảng trường trong lòng mọi người cũng đều âm thầm khinh bỉ dược gia vậy mà không chịu thua còn lấy lớn lấn nhỏ cậy vào gia tộc cường thịnh của chính mình không thèm để ý tới đạo nghĩa mà công kích thẩm tường quả thực là không lõe nói ní trưởng lão rực ra thì càng là tức giận hơn hét lên một tiếng điên cuồng toàn thân lập tức bốc lên một cỗ chân khí màu đỏ rực hai mắt phun lửa hắn bước ra một bước song trưởng dường như bốc lên ánh lửa đánh về phía thẩm tường chân cường vô hình nóng rực như là một bức tường trong suốt đẩy về phía thẩm tường song trưởng hỏa lực kia còn chưa tới thì chân cương vô hình cũng đã xuyên thấu thân thể thẩm tường. Chỉ thấy thẩm tường lập tức bị lửa cháy bừng bừng tiêu đốt, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như cũ, bình tĩnh như thường mà đứng ở nơi đó, song quyền hắn hội tụ đầy chân khí, nắm đấm bùng lên lôi điện lóe lên ánh sáng xanh, tỏa ra xung quanh chợt biến thành hai cái đầu hồ. Chỉ có điều so với trước đó dùng để công kích dược thiên hoa thì còn phải mạnh hơn nhiều toàn thân trưởng lão rực ra dâng trào hỏa diễm khuôn mặt dữ tợn giống như là hỏa, họ, ma đang vô cùng tức giận hỏa lực trên hai lòng bàn tay cô gầy càng là ngưng tụ ra chân khí hùng hậu lão gia hỏa vậy mà muốn xuống tay đối với ta nặng như vậy vậy ta cũng không cách khí chỉ thấy thẩm tường hét lên một tiếng như thể cuồng long gầm thét một đợt sóng khí màu xanh từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, lập tức chấn động nổi lên gió lốc màu xanh, trong gió lốc còn lóe ra từng đạo lôi điện màu xanh, mà thẩm tường cũng vào lúc này nhanh chóng lao về phía trước, cặp nắm đấm hình hai cái đầu hồ kia trong nháy mắt hóa thành hai cái đầu thanh long uy mãnh mà trang nghiêm. Bên trong thành long gào thét, phóng xuất ra gió lốc lôi điện thế nhưng là rất lợi hại trường lão dược gia kia thấy cảnh này cũng không thể không kinh ngạc chính vào lúc này hắn như thể nhìn thấy hai con cự long đang gầm thét lao về phía hắn tiểu tử này ngươi trường lão dược gia cũng bị cố chân khí cuồng bạo kia của thẩm tường làm cho kinh sợ dòng quyền của thẩm tường ngânh kích lấy song trường hỏa lực kia của trường lão dược gia đối đầu mà đến quyền trưởng va chạm vào nhau thoáng một cái tiếng nổ ầm vang không đứt ánh sáng bùng lên kích phát ra sóng khí như là sóng nước lấy xu thế lốc đẩy ra bốn phương tám hướng toàn bộ đài cao cũng tạm tại thời điểm này mà bị phá hủy một số cái bàn được đặt gần đó cũng bị sọc sạch mọi người cũng bị chấn động theo trợn mắt há hốc mồm một thiếu niên mới có mười sáu tuổi vậy mà đánh ngang tay với trưởng lão của dược gia hơn nữa giống như còn chiếm được thượng phong. Bởi vì tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng khóe miệng của trường lão dược ra kia đang chảy máu. Nhìn thẩm tương tuy rằng chật vật không chịu nổi, nhưng hắn lại đứng ở đó vững vàng như núi, hơi thở đều đều, giống không giống như trường lão dược ra kia đang thở hồn hển Nhìn ra được, bên trong một kích vừa rồi, Trường lão dược gia đã tiêu hao rất nhiều chân khí để ngăn cản thế công cuồng mãnh của Thẩm Tường. "Người thi triển đến cùng là võ công gì?" Trường lão dược gia hỏi sắc mặt trở nên khó coi, thế như trên người Thẩm Tường không phải là mang Thần công tuyệt thế thì tuyệt đối không thể lấy được thực lực phàm võ cảnh tầng 6, khiến cho hắn không chịu được như thế. Thẩm Tường không có trả lời, mà song quyền nắm chặt lại chỉ thấy trên đầu song quyền kia ngưng tụ thành hai cái đầu hổ bước ra một bước trong nháy mắt chính là một quyền ảnh được đánh ra như là trăm ngàn con mãnh hổ oanh kích tới trường lão rực ra mỗi một quyền được đánh ra ngoài đều sẽ tạo ra một tiếng nổ dữ dội khiến mặt đất liên tục rung động không ngừng mà trường lão rực ra kia chỉ chặt được tầm ngựa mười mấy quyền thì bị đánh trúng sau khi bị một quyền đánh trúng chân khí toàn thân trưởng lão rực ra bị đánh tan chỉ có thể dùng chân khí của mình ra để ngăn cản liên tiếp nắm đấm như mưa to gió lớn kia của thẩm tường Năm đấm của thẩm thẩm tường cường bạo cương mãnh vô tình mỗi một quyền đánh ở trên người trưởng lão rực ra đều để trong lòng mọi người phải run lên bọn họ đều đang nghĩ nếu như chính mình bị đánh như vậy thì sau đó sẽ như thế nào? Lúc này mọi người ở trong quảng trường rộng lớn xem đều không chớp mắt, há hốc mồm, ra mà nhìn loại công kích bạo ngược kia của thầm tường. Nếu như bọn hắn không phải nhìn thấy tận mắt thì khó mà có thể tin được một thiếu niên 16 tuổi vậy mà có thể coi trường lão dược ra giống như một cái bao cát mà trà đạp thực được thế này khiến bọn hắn không thể không lạnh sống lưng. Tỉ thí với người dược ra, quả thực là sự sỉ nhục của ta, đánh cược không chịu thua được, cút cho ta. Thầm tương chợt quát lớn một tiếng, một cước đá vào trên người của trường lão dược ra, đá bay tới bên cạnh mấy tên hộ vệ kia của dược ra, Trường lão dược Gia lúc này đã hoàn toàn hôn mê, xương cốt toàn thân bị thiên hồ bạo sát quyền của thẩm tường chấn vỡ, bị thường rất nặng. Mọi người lúc này cũng giống như đang nằm mơ, hoài nghi trước đó mình có nhìn lầm hay không. Bọn họ khó mà tin được thẩm tường thật sự đánh cho trường lão dược Gia bị trọng thương. Lúc này bọn hắn cũng đều đã tin trên người thẩm tường chắc chắn mang võ công tuyệt thế bằng không khó mà có thể có thực lực cường đại như thế trường lão dược gia và dược tiên hoa đi tiến vào bây giờ lại bị khiêng đi ra ngoài hơn nữa đây đều là bọn họ tự tìm chuyện ngày hôm nay có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào dược gia có truy cứu cũng không thể nói thẩm ra cái gì dù sao dược gia họ khiêu khích trước à đêm khuya con cháu các gia tộc khác tới tham gia yến hội của Thẩm gia đều đầy cõi lòng kích động với rung động mà trở về tới tham gia yến hội của Thẩm gia cũng không để cho bọn hắn phải thất vọng. Con cháu của các gia tộc đều đi nhưng yến hội vẫn tiếp tục tiến hành, đây chính là yến hội của Thẩm gia, chỗ ngồi bị gãy nát được đổi đi trên mặt bàn bày ra đầy món ngon rượu ngon một lần nữa con cháu thẩm gia giống như mặc sức vui vẻ bọn họ đang ăn mừng tộc trưởng mới Chưa. đồng thời cho hoan hô thẩm gia sinh ra một nhân vật lợi hại chuyện này có thể làm cho địa vị của thẩm gia được tăng lên sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào trên quảng trường lộn xộn trong quảng trường có rất nhiều con cháu thẩm gia uống đến say không còn biết gì, mà thẩm thiên hổ và một đám trưởng lão đều rất lòng tình hổ mãnh. Bọn họ là những người bảo vệ thẩm gia, bọn họ lúc nào cũng phải bảo trì cảnh giác. Thẩm tương và thẩm thiên hổ đưa tiễn thông lĩnh chi nhánh của thẩm gia, lúc này bọn họ mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chà, họa hồ thành chỉ có linh đan các bán đan dược, sau này chúng ta đi mua khẳng định sẽ rất đắt. Lần này thì rắc rối rồi. Thẩm tương mang theo nụ cười cười khổ nói. Thẩm thiên hồ gõ một cái vào đầu hắn, cười mắng. Người còn muốn như thế nào? Người thế nhưng là hung hăng làm nhục dược ra một trận. Tiếp xuống thế nhưng là cha ngươi phải chùi đít thay ngươi đây. Thẩm tương le lưỡi hỏi. Vấn đề không lớn chứ, Thẩm Thiên Hổ hư lạnh một tiếng. Yên tâm, dược gia tuy rằng là thế gia đan dược, nhưng thẩm gia của chúng ta cũng không phải là ăn chay, chỉ là vấn đề đan dược có chút khó mà giải quyết. Lúc này một giọng nói truyền đến. Vấn đề này không quá lớn, dưới cơ cầm trời này cũng không phải chỉ có dược gia bán đan dược, linh đan các mặc dù là của dược gia, nhưng ở một số thành khác thì lại không phải. Người này là các chủ linh đàn các Tên của hắn có rất ít người biết Cho dù là thẩm thiên hồ Cũng không rõ ràng Các chủ Tuy rằng ta thắng dược thiên hoa Nhưng người vẫn là người tự do ngươi ngoại trừ không thể trở về linh Đan các Người muốn đi nơi nào thì đi nơi đó Thẩm tương nói Các chủ linh đan các nói Đừng gọi ta là các chủ gì nữa Lão Phu cũng là người có tên gọi ta là Thẩm Lộc Tông. Cái tên này như làm cho Thẩm Tường và Thẩm Thiên Hổ phải giật mình. Các chủ linh nhân các vậy mà họ Thẩm, gia gia của Thẩm Tường là Thẩm Lộc Hồng. Cho nên vừa rồi hắn và Thẩm Thiên Hổ mới có thể hơi kinh ngạc tới như vậy. <laughs> Biết ra già, già người tại sao có thù lớn như vậy với ta không? Thẩm Lập Tông nhìn thấy Thẩm Tường cười nói bởi vì hắn là đại ca của ta chỉ có điều bởi vì năm đó ta không thể trở thành tộc trưởng xảy ra mâu thuẫn với hắn cho nên mới rời khỏi thẩm gia sau đó ta bắt đầu học tập luyện đan cuối cùng thành lập linh đan các dùng cái này để đối đầu với gia gia của ngươi hắn đã rời khỏi thẩm gia như vậy ta trở lại cũng không có cái gì nếu như các ngươi nhận được bộ xương già này Ta nguyện ý vì Thẩm gia giải quyết vấn đề về mặt đan dược." Thẩm Lộc Tông quay đầu nhìn lấy cửa lớn của Thẩm gia, bên trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Thẩm tương cười nói, "Thúc tổ, người có thể ở lại được thì không có gì có thể tốt hơn bằng không gánh nặng đan dược phải rơi ở trên người của ta." Thẩm Thiên Hổ nói, "Thúc thúc, hoàn người người trở lại Thẩm gia." thẩm lộc tông nhếch miệng cười nhìn thấy thẩm thiên hổ năm đó lúc ta ra đi người vẫn chỉ là một thằng nhóc khi đó ta cũng còn rất trẻ hiện tại thì già rồi thẩm gia liền trông cậy vào những người trẻ tuổi như các người trải qua chuyện tối ngày hôm qua đại danh thẩm tường đã truyền đến bên tai cao tầng của từng cái thế lực địa vị của thẩm gia cũng lại một lần nữa được người nhìn nhận lại Thẩm gia có được hai tên luyện đan sư, không cần lo lắng không có đan dược. Chỉ có điều trước mắt nguồn cung cấp dược liệu vẫn là một vấn đề. Dược liệu cấp thấp cũng không có vấn đề gì, nhưng dược liệu cấp cao lại hết sức đắt đỏ và thưa thớt, mà dược gia lại nắm giữ rất nhiều dược liệu cấp cao hiếm có. Trong mặt thất, thẩm tượng nói lên tình cảnh bây giờ của thẩm gia đối với Bạch U U và Tô Mị Giao Hắn hy vọng chính mình có thể trước khi đi tới những môn phái võ đạo kia thì có thể để cho thẩm gia trở thành một gia tộc có thực lực cường đại. Đây cũng không phải là vấn đề. Thẩm gia của các ngươi thiếu chính là đan dược. Nếu như đến thành thị gần đây mua một chút trở về là được rồi, người trước tiên có thể bán huyết linh chi ngàn năm kia. Tô Mị Giao nói, nàng ta lúc này đang vuốt vuốt thú đan ngàn năm kia thẩm tường có chút đau lòng nói ra đây chính là huyết linh chi ngàn năm ma rất khó có được tô bị giao trả lại thú đan ngàn năm kia cho thẩm tường cười nói không phải người có lòng tiên công sao chỉ cần ngươi có thời gian huyết linh chi ngàn năm cũng không phải là vấn đề gì bản thân huyết linh chi cũng chỉ là linh dược cấp thấp trải qua năm tháng thì trở thành cấp cao dược liệu của nó cũng rất có giới hạn Ngược lại địa ngục linh chi kia cũng không tệ lắm. Long tiên công có thể thúc đẩy linh dược sinh trưởng. Nếu như lặp đi lặp lại đổ vào một loại linh dược mà nói, thì có thể để loại linh dược này có số năm càng cao. Thầm thưa nghĩ đến vấn đề này, trong lòng cũng dục dịch, muốn nếm thử một phen, xem có thể làm ra huyết linh chi vạn năm hay không. Tô Mỹ Giao nhìn ra tâm tư của hắn, giọng dịu dàng nói ra. Người tuyệt đối đừng đi nếm thử làm ra chuyện hít linh chi vạn năm. Như vậy đơn giản chính là lãng phí. Nếu như dùng để đổ vào linh dược cấp bậc cao hơn, vậy mới có lời hơn. Người phải biết, Long Tiên Công thế nhưng là ngưng tụ tinh túy của Nhật Nguyệt, lại thêm đặc thù thanh long chân khí mới có thể ngưng kết ra được Long Tiên. Người cũng không nên lãng phí một cách tùy ý. Thẩm tường gật gật đầu, Hiểu U U tỷ Chừng nào thì ngươi dạy ma công cho ta Bạch U U lạnh lùng nhìn hắn một cái nói ra Người ngay cả tứ tượng thần công của sư muội cũng chưa nắm giữ hoàn toàn Cho nên còn chưa học được Thẩm thương bây giờ chỉ có thể sử dụng thanh long thần công Và một phần chu tước thần công Mặt khác bạch hổ thần công và huyền vũ thần công đều rất khó tu luyện phải cần một số hoàn cảnh đặc thù thì mới có thể tu luyện thành lòng chảo thành lòng gào thét ở bên trong thanh long thần công là học được bởi tương đối dễ dàng mà chu tước huyền hỏa và chu tước hỏa dực cũng thế Tuy rằng bên trong tứ tượng thần công có rất nhiều vũ kỹ cường đại nhưng đều cần phải tới thực lực nhất định thì mới có thể luyện tập nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma đêm khuya trong mật thất được ẩn giấu ở dưới mặt đất truyền đến từng tiếng phanh phanh đó là thẩm tường đang luyện tập võ công chỉ thấy hắn cởi trần cơ bắp cường tráng đỏ bừng bốc lên từng tia từng tia hơi nóng hắn đang luyện tập trung bình tấn đứng yên ở nơi đó đối với bức tường sắt cách đó không xa mà nệ một cỗ sóng khí cực nóng theo lúc hắn ra quyền mà tuôn ra quyền kinh vô hình cách không nện vào trên mặt tường sắt, chấn động đến cả vùng đất phải rung động. Không thể, chỉ là trong thời gian một ngày mà đã nắm giữ được hỏa vương quyền, đây chính là công kích cơ sở khó nắm giữ được nhất bên trong chú thức thần công. Người bây giờ có thể nghỉ ngơi. Tô Mỹ Giao cũng rảnh đến cô chút mệt mỏi dã rời, bởi vì nàng ta ngồi ở chỗ này nhìn lấy thẩm tường luyện võ công một ngày. Thẩm tường nhìn lấy lồng ngực cao ngất mà thành tục kia của tô mỹ giao cười thầm. Mị giao tỉ, ta đi tắm rửa, người muốn đi cùng hay không? Giọng nói của tô mỹ giao nhẹ nhàng quyến rũ, ánh mắt trần gặp sự mê hoặc. Ta phải gọi sư tỷ cùng đi, ta lo lắng tiểu tử ngươi đến lúc đó không thành thật. Nhắc tới bạch u u, sắc mặt thẩm tường lập tức cứng lại vậy hay là quên đi tôi bị giao cười hì hì một tiếng sau đó tiến vào bên trong cái dưới chỉ ẩn hình trên ngón tay kia của thẩm tường trong giới chỉ có một căn phòng nhỏ ở bên trong có mọi thứ cần thiết cho hàng ngày hai nữ tử sinh hoạt ở bên trong cũng rất thoải mái ngày thứ hai thẩm tường tỉnh táo lại nhà long tiên từ trong miệng vào bên trong một cái bình nhỏ hiện tại hắn không có đi đổ vào mấy dược liệu mà làm bảo tồn lưu lại để sau này còn dùng thẩm tường vốn là muốn đi tìm thẩm lộc tông nghiên cứu thảo luận một chút về thuật luyện đan nhưng không có nghĩ tới thẩm lộc tông đã xuất phát đi mua sắm linh dược hơn nữa còn để lại rất nhiều linh đan linh dược linh dược đã có sẵn Thẩm Tương cũng hết sức vui vẻ dùng những linh dược này để đến luyện chế đan dược, như vậy cũng có thể gia tăng kinh nghiệm luyện đan của hắn. Ba ngày trôi qua, Thẩm Tương luyện qua toàn bộ linh dược mà Thẩm Lộc Tông để lại, bởi vì linh dược đại đa số đều là phàm cấp hạ phẩm, cho nên đan dược cũng đều là phàm cấp hạ phẩm, lúc này đan dược của Thẩm gia thì cũng không ít, đầy đủ ứng phó một đoạn thời gian. Mấy ngày qua, rất nhiều con em trẻ tuổi của thẩm gia đều vây quanh thẩm tường, mà thẩm tường cũng thường xuyên đi tới luyện võ tràn để luận bàn với con cháu thẩm gia. Cũng thỉnh thoảng chỉ điểm cho bọn họ một chút, chuyện này đối với hắn đều có sự trợ giúp rất lớn. Tường nhi, hội võ đạo vương thành người có đi hay không? Nếu như đạt hạng nhất thì sẽ được ban thưởng chân nguyên đan lên cấp thượng phẩm. Thẩm Thiên Hồ đột nhiên đi tới luyện võ tràng. Thẩm Tường suy nghĩ một chút nói, ta muốn đi tới những thành thị khác để đi mua sắm một chút linh dược, đến lúc đó liền nhân tiện tham gia đi. Lúc này một tên con cháu của thẩm gia nói, thẩm tường cũng tham gia, chúng ta đi chắc chắn không đủ sức, tuy nhiên nghe nói hội võ đạo Vương Thành lần này có rất nhiều nhân vật thiên tài tham gia, thậm chí còn có phàm võ cảnh tầng Bảy. Một thiếu nữ gật đầu nói ra, ta nghe nói còn có những người từ trong môn phái võ đạo kia cũng trở về. Những tin tức này thẩm tường cũng đã nghe nói, hội võ đạo Vương Thành được cử hành 10 năm một lần, người tham gia phải từ 20 tuổi trở xuống, là thành thị lớn nhất của Nam Vũ Quốc, tổ chức cũng chính là Vương Thành. Vương Thành vốn là bốn cái thành thị lớn, về sau thành thị phát triển quá lớn, người càng ngày càng nhiều, dẫn đến bốn thành thị này đều liên kết lại sau đó thì dung hợp. Vương Thành chính là vương đô của Nam Vũ Quốc. Dược gia và Hoàng Cung đều ở nơi đó, những gia tộc cường đại của Nam Vũ Quốc đều xây dựng lập nghiệp ở nơi đó, cho nên bên trong tập trung rất nhiều cao thủ. Thẩm Thiên Hồ gật đầu nói Hội Võ Đạo Vương Thành còn có một cái mục đích đó chính là để lựa chọn một số người xuất sắc tiến vào những môn phái Võ Đạo kia các người chắc chắn sẽ biết toàn bộ Nam Vũ Quốc là phụ thuộc vào những môn phái Võ Đạo nào rồi đi Mỗi một gia tộc Võ Đạo hàng năm đều cần nộp thuế cống cho Hoàng Cung mà Nam Vũ Quốc lại sẽ chuyển giao những thứ thuế này đến những môn phái võ đạo kia. Có thể thấy được những môn phái võ đạo kia là cường đại tới cỡ nào, áp đảo trên toàn bộ vương quốc mà các gia tộc tuyệt đối đừng cho rằng nộp những thứ thuế cống kia đi lên là vô ích. Các người cần phải biết những môn phái võ đạo kia thế nhưng là đã phải đảm bảo sự an toàn cho chúng ta bằng không giống như loại địa phương này của chúng ta rất dễ dàng bị đàn yêu thú nào đó hay là một số yêu mà giết chết thẩm thiên hồ ngước nhìn khiên không trung giọng điệu nói rất nghiêm túc tất cả các con em của thẩm gia lập tức xôn xao sau đó những đại môn phái kia đều chỉ được nghe qua trong lời đồn bây giờ không nghĩ tới vậy mà có liên hệ mật thiết với thế giới thế tục như vậy Nam Vũ Quốc rất rộng lớn, nhân khẩu mười phần nhân khẩu mười mấy ức, những võ giả thì lại không nhiều, luyện đan sư thì càng là hiếm có. Nhưng căn cứ và nhân số nhiều như vậy, muốn từ đó tìm được một số võ giả xuất sắc thì vẫn là có thể. Cho nên những môn phái võ đạo kia cứ cách mỗi một đoạn thời gian thì lại tới đây để chiêu nạp đệ tử. Biện pháp lựa chọn nhanh nhất và hiệu quả nhất chính là để cho một đám người trẻ tuổi có thực lực cường đại, độ sức một phen. Mấy người có thực lực mạnh nhất sẽ có được tư cách tiến vào môn phái võ đạo. Thẩm tường đi theo thẩm thiên hồ và tới trong thư phòng. Trên đường đi, thẩm tường đã biết thẩm thiên hồ chắc chắn có chuyện quan trọng muốn nói bởi vì sắc mặt của thẩm thiên hồ vẫn luôn rất nghiêm túc. Quả nhiên, vừa đến trong thư phòng thẩm thiên hồ đã nói ra tưởng nhi thẩm lộc tông thúc tổ của ngươi đã đi vương thành thẩm ra chúng ta ở trong mắt rất nhiều người tuy rằng coi như là thế giao võ đạo cường đại nhưng không cách nào tiến vào trong vương thành vậy cho nên không thể coi như là gia tộc thực sự cường thịnh cho nên mục tiêu tiếp theo của thẩm gia chúng ta là chính là vương thành thẩm Thương cũng đã được nghe nói qua một số tin tức, ví dụ như Dược gia có chút quan hệ cùng với những gia tộc võ đạo kia, Dược gia không cần trực tiếp dâng lễ cho hoàng cung mà là trực tiếp dâng lễ vào bên trong những môn phái võ đạo kia. Tiết gia bây giờ đã bắt đầu chuyển rời đến Vương thành, bởi vì nguyên nhân của tiết tiền tiền, Tiết gia đã leo lên mối quan hệ với một môn phái võ đạo mà chúng ta phải tự mình ra sức thực hiện. Nếu như muốn chờ mở ra một con đường, chỉ có thể nhìn ngươi và thúc tổ của ngươi. Thẩm tiên hổ đặt một tay lên bả vai của thẩm tường, lời nói sâu xa. Thẩm tường yếu mày hỏi, ta cần phải làm như thế nào? Gia nhập một cái môn phái võ đạo sao? Thẩm tiên hổ lắc đầu nói, không phải cho dù là như thế nào, thì thẩm ra chúng ta vẫn không thể đạt được những đại môn phái kia che chở. Bây giờ chỉ là một, có một cái biện pháp. Đó chính là để những đại môn phái kia coi trọng thẩm ra chúng ta, sau đó chủ động tìm tới chúng ta. Biện pháp bây giờ chính là thể hiện tiềm lực luyện đan của ngươi. Mắt thẩm tương sáng lên như đuốc, đôi mắt tỏ vẻ lóe ra vòng ánh sáng. Hắn nhếch miệng cười nói Ta đã biết phải làm như thế nào Ta bây giờ thu thập đồ đạc Đi vương thành tụ hợp với thúc tổ Thẩm thiên hồ vỗ vỗ bà vai thẩm tường cười nói Tưởng nhi Võ đài của ngươi không phải là ở thế tục thế giới này Mà là môn phái võ đạo Nơi mà tập trung những cường giả kia Đây mới thực sự là thế giới võ đạo đơn giản tu tập một vài thứ với hơn hơi cải trang một chút dung mạo của mình thẩm tương liền một thân một bình lên đường tiến về vương thành lấy thực lực của hắn mà nói chỉ cần không phải là người có tu vi phạm võ cảnh tầng 8 trở lên xuất thủ đều khó mà tạo thành uy hiếp đối với hắn toàn bộ nam vũ cước người có tu vi phạm võ cảnh tầng 8 cũng không nhiều cho nên thẩm thiên hồ vẫn là rất yên tâm Khoảng cách giữa Vương Thành và Ngọa Hổ Thành rất xa, ít nhất cần phải đi 5-6 ngày. Tuy nhiên trên đường đi không có rừng gì nguy hiểm, trừ khi tự mình muốn chết đi vào bên trong rừng, hoang núi thẳm, nơi mà những con yêu thú kia thường xuyên lui tới. Tiểu tử, người bây giờ chưa đóng vội tiến vào những đại môn phái võ đạo kia, nhưng môn phái võ đạo kia cạnh tranh rất kịch liệt, ông có thực lực tuyệt đối ở bên trong sẽ phải chịu nhục. Bạch U U nói. Biết U U tỷ. Trong lòng thẩm tường có chút ấm áp, có có khi nào được Bạch U U mỹ nhân lạnh lùng này nhắc nhở hắn. Lúc này thẩm tường đã cách xa ngoại hồ thành đi vào bên trong một vùng hoang dã. Đây là lần đầu tiên hắn rời xa ngoại hồ thành trong lòng còn có chút kích động, tuy nhiên hắn vẫn luôn luôn duy trì sự cảnh giác. Chạm vạng tối, sắc trời lờ mờ, thẩm tường đi tới bên cạnh một khu rừng rộng, đi vào trên một con đường đất. Lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được sau lưng có động tĩnh. Mà lão tử được ai để mắt tới đây, hơn nữa còn tới mấy người. Trong lòng thẩm tường thầm mắng đồng thời đề cao cảnh giác vận chuyển chân khí trên tay chân như vậy để cho hắn tùy thời tiến hành công kích hoặc là nhanh chóng chạy trốn đừng hoang mang trước hết để cho bọn ta đi nếu như đánh không lại thì chạy người có chu tước hỏa dực có thể chạy trốn rất dễ dàng tôi bị giao chuyển âm cho thẩm tường thầm tường dùng thân thức trả lời không có hoang mang thì thấy khó chịu. Vậy mà theo dõi ta lâu như vậy, chẳng lẽ bọn họ là theo từ ngọa hồ thành tới đây sao? Thật vô dụng, bị người theo lâu như vậy rồi mà vẫn không biết. Bạch U U xem thường nói, điều này làm cho thẩm tường càng thêm khó chịu. Thẩm tường xoay người lạnh lùng quát. Các người rốt cuộc muốn đi theo ta tới lúc nào đều cút ra đây cho ta. Hắn vừa mới quát xong không bao lâu, xoạt xoạt, bên cạnh hắn đã xuất hiện năm tên áo đen che mặt. Sớm đã ở trước đó hắn đã giúp đỡ con cháu của Tiết Gia đối phó qua với những sát thủ áo đen này. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng sẽ gặp vài trường hợp như thế. Nằm tên áo đen này xác thực một đường đi theo thẩm tường, chỉ có điều thẩm tường đi đường đều rất cảnh giác, khiến bọn hắn không có thời cơ ra tay. Bây giờ bọn hắn đã bị thẩm tướng phát hiện thì chỉ có thể hiện thân. Năm người áo đen chỉ lộ ra một đôi mắt, ánh mắt rất bình thản. Nhìn ra được bọn hắn đều là có rất nhiều kinh nghiệm. Bọn chúng vừa xuất hiện, không nói hai lời. Từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh đại đao đen nhánh, dơ đại đao lên cao, rót chân khí vào. Năm người cùng lúc hướng tới thẩm tường bay vọt qua. Nằm tên sát thủ này ra chiêu rất dứt khoát, vừa nhanh vừa độc, nhưng lại ở trong nháy mắt bọn hắn bay nhảy kia, hai mắt thầm tường toát ra hai ngọn lửa, hơn nữa hơi nóng toàn thân tăng vọt, chu tước chân khí lập tức rót vào cánh tay của hắn, tay phải của hắn bùng lên ánh lửa, một cái roi thật dài bằng lửa xuất hiện bên trong tay của hắn, chủ tước chân khí ngưng tụ thành roi lửa bay múa, nhanh chóng vung lên hướng năm tên áo đen mà quất tới trong chớp mắt đã quất vào trên người của năm tên áo đen kia ngay lập tức thiêu đốt lên quần áo trên người của bọn hắn năm tên áo đen không thể không từ bỏ công kích thầm tường, lùi lại đến một bên bởi vì ngọn lửa thiêu đốt quần áo của bọn họ đều là để bọn hắn không chịu đựng được ngọn lửa này so với những ngọn lửa mà trước đây bọn hắn gặp qua thì còn lợi hại hơn trên mặt thẩm tường nở ra một nụ cười lạnh lùng, rồi lửa trong tay quất về phía đầu của một tên áo đen một cách không lưu tình chút nào. Rồi lửa lúc roi lửa quất lên trên đầu của tên áo đen kia thì phát ra một tiếng nổ tung, ánh lửa chấp choáng đầu của tên áo đen kia cũng theo đó mà nổ tung hóa thành cho tàn. Chủ tượng Trần Hòa cũng không phải là ngọn nửa bình thường, đây là tu luyện thần công mà ngưng tụ ra vô cùng uy lực thực lực của năm tên áo đen thì đều là phàm võ cảnh tầng 6 bọn hắn đến ám sát thẩm tường quả thực là lấy trứng trọi đá chỉ thấy roi lửa của thẩm tường lại được vung lên lần nữa quất lấy những tên áo đen kia chỉ trong chớp mắt thì lại đánh chết ba tên áo đen nữa những tên áo đen kia ở trước cái roi lửa này của hắn thì đều yếu ớt như thể là lậu phụ rồi lửa đào qua thì có thể dễ dàng cắt đứt thân thể của bọn hắn. Cũng chỉ có thần tức đủ cường đại mới có thể ngưng tụ ra chân khí thành binh khí lợi hại như thế. U U Tỷ, người có biện pháp nào để cho tên gia hỏa này nói ra chút gì không? Thầm tương bắt lấy một tên áo đen, nhưng tên áo đen lại không chịu nói gì. Bạch U, U U cười lạnh lùng một tiếng, nói coi như ngươi hỏi đúng người ngươi dựa theo biện pháp này của ta đi làm trước tiên dùng tay đè chặt đầu của tên ăn này tên này lại không ngừng tụ thần thức sau đó vận chuyển thần thức dựa theo phương pháp của ta chiếc thần thức ra làm sáu phần rót vào sáu vị trí khác nhau trên đầu của người này thầm tường lập tức làm theo việc này coi như là rất đơn giản hơn nữa chẳng mấy chốc thì đã nhận được hiệu quả chỉ thấy hai mắt của người áo đen kia ngây dại ra đã mất đi ánh sáng cũng không còn sức dãy giụa như trước lửa đỡ người hỏi lại hắn thử xem bạch u u nói “ẩm tường than thở loại kỳ công huyền diệu này của bạch u u sau đó đối với tên áo đen kia nói ra là ai phái người tới giết ta thật trưởng lão của dược gia giọng nói của tên áo đen kia không mang theo chút tình cảm nào rất là cứng ngắc hai con người thẩm thường hiện lên một vết âm tàn hắn không nghĩ tới lại là rực ra phái tới hắn tiếp tục hỏi hắn bây giờ đang ở chỗ nào đang trên đường tiến về vương thành tên áo đen kia trả lời thẩm thường xách vạt áo của tên áo đen kia lên lại hỏi các người là sát thủ ám sát con cháu của những gia tộc kia sao? Người áo đen đáp, vâng. Về mặt thẩm tương lại trở lên ngưng trọng, trong lòng rất kinh ngạc. Việc này cũng lại là cho Dược Gia làm sao? Tại sao Dược Gia phải ám sát con cháu của những gia tộc tham gia yến hội? Thẩm tương lại hỏi, không không biết. Tên áo đen đáp. Thẩm tương lại hỏi mấy vấn đề nữa thì đều không hỏi ra cái gì thì lập tức giết chết tên áo đen kia, sau đó đốt cháy những thi thể này. Trời, sắc trời đã tối hoàn toàn. Sao dày đặc đen che, che kín bầu trời, chỉ thấy một chút ánh sáng màu đỏ đột nhiên bay ra trong không trung, giống như một viên thiên thạch. Những thiên thạch sẽ không mang theo chiều ngang, đó là thẩm tường. Thẩm tường phóng xuất ra chu tức hỏa dực, đi đường suốt một đêm, Truy kích thất trường lão của Dược Gia ở trước mặt cũng chính là trường lão Dược Gia bị hắn đả thương kia. Phóng xuất ra chân khí hóa thành cánh chim. Việc này chẳng những là tiêu hao rất nhiều thần thức, đồng thời chân khí cũng bị tiêu hao như vậy. Tuy nhiên thẩm tường tu luyện chính là ngũ hành chân khí. Lúc này hắn sử dụng chỉ là chu tức chân khí thuộc tính hỏa trong cơ thể, thể của hắn. Chân long chân khí còn tràn đầy. Phải biết công pháp có thể làm cho chân khí hóa thành cánh chim không nhiều. Loại võ công này rất nghiêm ngặt bởi vì chân khí được tạo ra từ phần lưng hơn nữa bọn họ cần phải hơn nữa còn phải cần thần thức khống chế tinh thuần lửa của cánh chim thì phải giống như cánh chim thật không thể có một chút sai lầm nào bằng không nếu bị rơi xuống như vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm đối với loại võ công này khi võ giả coi là báu vật thầm tương từ trong miệng bạch u u và tô mị giao biết được cho dù là những môn phái võ đạo kia đều vô cùng ít ỏi cho nên lúc hắn thì chuyển ra vô cùng cẩn thận nhưng bây giờ hắn mặc kệ nhiều như vậy hắn phải đuổi theo kịp đội xe của trường lão dược gia kia người khác có thể ám sát hắn nhưng đương nhiên cũng có thể đi ám sát người khác